Rồi, cô chào con. Dạ. Cô bán cái này lâu chưa cô? Cô bán thì lâu rồi con, nay cũng mười mấy năm rồi. Nhưng mà cô đang tham gia trong hội chợ đó, trung tâm thương mại đó, giờ bị dịch thì cô về đây cô bán. À, cô bán hỗ trợ là cô bán hỗ trợ ở đâu cô? Hỗ trợ như là mở đâu cô bằng đó. Hàng Việt dùng cho người Việt đó. Vậy cô ở Sài Gòn thì cô hay làm bán hỗ trợ cho đoàn nào cô? Cô là đi nhiều đoàn lắm, đoàn nào mở thì cô đi. Chứ cô không có màng bên lô tô, nó cô bán bên thương mại. Cô vậy là tham gia đoàn lô tô của Vương Mai không? Không, cô bán bên thương mại. Cô tham gia bên thương mại. Vậy là chỗ đoàn của cô bán là có khách gì gì không? Khách du lịch là người ta đi mua là hàng tiêu dùng á, như là ta mua quần áo trang sức rồi đó, giờ cô tham gia vô cô đăng ký bán đồ ăn. Dạ. Còn vừa nãy cô chia sẻ là đoàn cô là cùng còn các thi khác nhưng mà mình cũng bán chỗ đó thôi hả cô? Không, như là bây giờ cô muốn đi đoàn này thì cô đăng ký, cô đi đoàn phương Nam cô đăng ký, rồi cô đi đường thành phố cô đăng ký. Dạ. Nó nhiều đoàn lắm. Dạ. Vậy là cái đoàn mình là mình cũng xem các thi biểu diễn luôn. Dạ, như là mình lưu động như đó, mình không có bán một chỗ. Mình làm bịch bao nhiêu vậy cô? 30.000 con. 30.000 là một bịch khổng lồ. Là khổng lồ là có cái gì mà cô là kêu là khổng lồ? Khổng lồ là một bịch bánh tráng nó như vậy. À, nó có các loại. Là nó tới 10 11 gia vị luôn con. Cô đang nghiêm phần không? 30 con. 10 11 gia vị lận. Dạ à. Nhưng mà khổng lồ. Nhưng mà con mua là đủ thứ đồ ăn. Không thiếu gì hết. Bánh tráng cô có thể giới thiệu cho mọi người bên trong cái bịch của mình là gồm có cái gì cho được không? Bên trong là nó có là bánh tỏi, hành tỏi. Rồi đây là hai trứng gà, 4 trứng cút, nước sốt me, gà tỏi, rau dăm xài. Còn trong đây là khô nai, khô bò, khô mực, đậu phộng. Là luôn có cả sốt sốt mayonnaise. Sốt mayonnaise nữa. Rồi đậu phộng, tôm, hành. Bịch butter luôn. Dạ, đủ các loại. Dạ, đầy đủ các loại. Là nó được 11 gia vị. Dạ. Tắc là mình cho vào sao? Cái này á là trong đây là cô đã có cái nước sốt ở trong đây rồi. Cái nước sốt đây. Nước me. Đây. Nước me là với lại là sa tế. À, sa tế dầu đều. Nước me, sa tế dầu đều, nước bò. À, còn còn tắc này là mình cho thêm. Cô trộn sẵn rồi, cô cho. Trộn hết trơn rồi. Dạ. Yeah. Và cái này là mình cho thêm, ai ăn thêm mình cho thêm. Còn như là cái vị này á là những đứa thì nó không chịu trộn. Nó phải để trắng nguyên. À, còn những người ta không biết thì người ta mua cái trộn. Dạ. Yeah. Cô ơi, thường là trứng gà thì người ta đã bán ở ngoài chợ thì cũng hai quả trứng gà với lại 4 quả trứng cút. Cái này là cô lấy hàng công ty. Dạ, cô lấy nhiều hồi xưa đó, giờ cô bán nay là cũng được mười mấy năm rồi. Dạ, cô đi hội chợ là cô cũng về công ty cô lấy, giờ công ty khuyến mãi cho cô. Thí dụ tao bán ra 20.000 một chục thì tao bán cho cô chỉ có 15 thôi. Người ta lại chợ thêm cho cô. Dạ, chợ giá cho cô. Dạ. Tại vì một ngày thì cô tiêu thụ được 400 trứng, 500 trứng. À, một ngày mình 400 trứng đến 500 trứng. Với lại là 500 trứng cút. 500 trứng cút. 500 trứng gà. Dạ. À, công ty nó tài trợ cho cô là 5 lai. Dạ, 5 lai. Dạ. Ờ, có thấy một bịch cũng quá trời như vậy. Dạ. Nhưng thì khi ra một cái bịch như vậy thì mình có lời nhiều không cô? Một bọc như vậy cô chỉ là có 5.000 thôi. À, nhưng mà cô nhờ số nhiều. Dạ. Dạ. Ờ, mình ngồi đây bán từ khi nào vậy cô? Cô bán lâu rồi. Mình ngồi đây bán lâu rồi hả cô? Cô bán nhà cô đây nè. Cô mua năm 2.000 tới giờ. À. Nhưng mà hội chợ mà đi á thì cô đi theo quanh năm xuống tháng, hôm Tết giờ dịch rồi cô mới bán ở nhà. Công ty cũng kêu cô đi nay được ăn tuần rồi mà cô không đi nữa, là cô bị hai cái giò nó bị khớp á, cô không có đi được. Vậy nhà cô bán cho nó nghỉ ngơi khỏe. Vậy là mình ngồi đây là được trước Tết rồi cô? Không, cô ngồi đây lâu rồi, là mười năm cô nay hơn rồi cô, năm 2000 tới giờ. 2000 ở nhà cô đây là cô ra cô bán, vậy là hỗ trợ đi là cô đi, là không đi nữa cô về nhà cô bán. Cô ngồi đây từ lúc 2000. 2000 là cô bán đủ thứ, không phải bán món này. Là mình bày bánh tráng là từ năm bao nhiêu cô? Là năm 2000 là cô đã bán rồi, cô bán nay là tính lâu rồi, đến nay là hai mấy năm rồi.
Là bà bánh chén 20 năm rồi. À, cô bán bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, à, bánh tráng cuốn, bánh mì nướng, các loại. Là cái này hôm Tết về, cô mới bán hôm Tết về thôi. À, cô bán hôm Tết. Tại vì nó chạy theo thị trường đó con. Dạ. Đây có quá trời, đây cuốc của mình quá trời luôn. Đó. Hai quả trứng gà và 4 quả trứng cuốc. Dạ, hai quả trứng gà, 4 quả trứng cuốc. Cái này là cô bán, cô ăn theo bịch, mà một bịch cô kiếm 5.000, nhưng mà cô được cái sản phẩm công ty bỏ đồ cho cô được cái món đó. Rồi 30.000 em ơi. Rồi. Một bịch khổng lồ à. 30 con. Còn 50 nữa cơ. Cái này là bà ba. Cái này là Vi ba, cái này bà ba khổng lồ. Rồi, cảm ơn con. Ăn ngon ghét không hộ. Có nhiều khách tới đây mua thì kêu là nhìn quán của mình sao cái kiểu như là cái gói, cái bao bì đó, giống Vi ba á, nhiều khách có nói với con. Có, người ta cũng nói mình bán giống Vi ba, nhưng mà mình người ta kêu mình in ảnh hiệu mà cô không có in. Tại vì người ta bán trước mình, người ta in rồi mình bán, mình cũng in kỳ lắm. Dạ. Thành ra cô bán theo của cô. Vậy tôi là cái bao bì, cái cách gõ như vậy của mình thì mình làm như vậy lâu chưa, hay là cái này hàng cũng này cô bán từ xưa đó giờ, cái mẫu mã của cách, cô. Cách tức là cái bao bì và cách gõ là cũng là của mình cách đây lâu rồi cô. Cái này thì cô đi hội chợ là cô làm như vậy nè. À. Là cô bán 30.000. Nha. À. Thì bây giờ mình về mình cũng làm y như vậy. Thành ra bao bì của cô là nó khác nhau hết. Dạ. Bao bì khác. Rồi chị ba, có nhiều người có khách, có khi nào mà khách nói là cô lấy ý tưởng của không, chị ba không? Không. Khách vui vẻ. Dạ. Khách cũng lại mua ủng hộ. Mua của chị ba là cũng lại mua của chị ba nữa. Có. Mua trên kia cũng xuống đây cũng mua ủng hộ nữa. Chị ba bán tới tối 11, 12 giờ chị ba còn bán. Bán từ mấy giờ vậy chị? Dạ, một mười khi vô một giờ gì ba mới vô nhà. Cái khi 11 chiều, giờ. Chiều mấy giờ mình bán? 2 giờ. 2 giờ chiều bán đến 11, 12 giờ đêm. Tại vì khách lại cứ mua hoài, thành ra cô không có vô được. Yeah. Đúng là khổng lồ luôn đó chị, to quá trời. Khổng lồ luôn á. Chị ba cọc nha, chị ba cọc xong rồi. Rồi. Con chụp sóng à. Không lo luôn. Không lo luôn. Cái này nhiều người tưởng mình lời, đúng là lời không lời ít thật, lời năm nay là cũng đúng thật, tại vì mình có đầy đủ hết trơn. À, với lại con coi là bao là cũng phải xài bao tốt. Đúng rồi, bao tốt đó. Bao cũng phải xài đầu bao guốc cái miệng là. Đó. Mà xài. Mình là có tận 2 quả trứng gà là. Nhưng mà xài thì cô phải mua xài mắc tiền cô làm. Tại vì con biết sao, con mua nó không được ngon, con bỏ vô bao nó mềm. Con bán chậm nó rụt. Còn cái này mình để tới, tại vì khi người ta không ăn liền, ta để tới tối, ngày mai ta cũng nhắn không được. Ờ, còn cái nước me của mình đó cô, mình để lâu được không cô? Được. Phải ăn trăm ngày? Không, nước me là ăn thoải mái, muốn ăn giờ nào ăn, tại vì cô xào nó lợi chung cho tới nước sốt. Là để được mấy ngày cô? Muốn ăn bao nhiêu ăn, tại vì đồ này không có hư. Nhiều khi người ta mua người ta gỡ đi. Bữa nay không có nướng. Bữa nay qua tráng rồi. Năm có nướng con. Tại mấy bữa cô có bán bánh tráng nướng nữa. Mấy bữa cô bán bánh tráng nướng đắt lắm. Cho sốt mayonnaise vậy ăn sẽ ngon thôi. Hay là tùy người có người thích ăn không? Không có đâu con, tại vì người mình có cái đó là người ta có đó, người ta đòi. Tại vì con biết sao không, cái nước sốt mayonnaise này nó mắc không ai xài. Còn mình thì bỏ vô thì mình lời cái một chút thôi. Ý như là gì làm là chỉ một bịch là cô cái kiếm có 5.000 thôi. Dạ, nó đủ đồ. Một thứ đó anh muốn lấy cái nào lấy? 30 hết. Thứ nào 30 hết đó. Con ăn cái này đi, con ăn cái này hạnh. Cái đó có thêm hành cũng 30. Anh lấy thêm hành đi. Anh hành cũng 30. Cô làm bịch này cô cũng bỏ cái này vô thêm cho anh ta, cô không có tính tiền. À. Một cái bịch bánh tráng không thì mình cho trọng lượng bao nhiêu gram cô?
Cái này ha, cái này có ký lô. Hết tiền luôn à. Còn một cái bình bạch tràng không thôi á thì mình 300g. 300g bình bạch tràng không. Dạ. Hai đứa ăn. 300 mà nhà là những cái này là cô cho thêm vô là cô không có tính tiền. Hơn 1 ký. Hơn 1 ký à. Bịch này thì hơn 1 ký tại vì nó có cho thêm này. Mỡ hành nữa. À, cái này là có mỡ hành. Dạ, là một bịch bạch tràng khổng lồ. 30 ngày hơn 1 ký là bao gồm tất cả tập xoài, rau răm. Rồi, dạ, rau răm. Rồi 2 quả trứng gà, 4 quả trứng cút. Đúng. Và sốt mayonnaise, đậu phộng, rồi tôm, tép, hành lá, rồi khô bò luôn. Khô bò, khô mực. Khô bò, khô mực, khô này. Là cái bịch này là gồm cái gì cô kể chi tiết cho mọi người nghe. Cái này là hành phi, tỏi, tôm, mực, bò khô quá, rồi đậu phộng, mayonnaise, cái gì con khô giống như khô nai vậy đó, không phải nó giống như khô nai mình á, là cô trộn thêm vô, cái đó nó cũng hơi mắc nhưng mà trộn vô thì cho nó thơm. Nhiều khi nhiều người nghe. Siêu khổng lồ nhưng mà lợi ít nhưng mà đại số chất lượng nhiều. Yeah. 30 đó. Cảm ơn con. Siêu to khổng lồ, đúng là siêu to khổng lồ thật. Siêu to khổng lồ. Đã ký. Con gói thì ký 2, cái gói nào cô cho thêm thì ký 2. Yeah. Tại vì cô hay cho thêm một cái gì vậy vô để cho người ta ăn, người ta thưởng thức. Yeah. Cái loại nào ngon thì mai người ta ủng hộ. Bịch nào cô cũng cho hết. Nhà cô còn mấy người con cơ? Cô á thì hai đứa, cháu ngoại với Út. Út nó mổ thì nó không có mặn cái gì hết, có mình cho về cô với chú thôi. Còn cháu ngoại thì đang đi học lớp 8. Lớp 8. Còn mày cái này là sốt nó hả cô? Sốt này là cô vô bịch đó. Tại vì đang da nó nóng. À, mình mới làm sao nó nóng luôn. Nóng cái này là... Ớt này cay nó không cô? Cay chứ. Cay nó cay, bỏ cô để cho nó nguội, cô mới vô để nó hư đồ. Ở kia là me. Con này là me. Me, bò, tỏi, tắc. À, đây là me, bò, tỏi, tắc. Me, bò, tỏi, tắc. Bốn gia vị. Gia vị vô một loại thành một cái sốt. Một là cái sốt là mình cho con nấu. Mình nấu lên. Con nấu nhiều khi con mua về con để quên nó không có thiêu. À. Còn cái nếu mà con mua về mà con không có ấy như là con không có nấu lại thì nó bị thiêu. Yeah. À. Nhiều người ta mua đi, ta đi làm quà đó con. Rồi người ta để lại cũng khen cô hoài nó không hư đâu. Dạ đúng rồi. Với lại nó cũng không có cực bao nhiêu, con chịu khó con nấu lại chút xíu kêu được nửa tiếng. Nhanh lắm cô. À, nhanh. Mình trộn vào rồi mình cứ để bếp vào rồi mình căng chiều. Cái ví dụ là tổng cộng nó 3 kg thì con bắt nguyên cái nào bự con để đó. Dạ. Vậy thì con ngồi mặn, cô ngồi mặn cái bên thì cô coi chừng luôn. Giờ bắt nó xuống này thả cái nó nguội. Một ngày mình làm bao nhiêu quả xoài cô? Một ngày là 30 kg xoài. 30 kg xoài. Xoài này là tí xoài, nó là xoài gì cô? Cái này là xoài keo. Xoài keo. Có bữa thì cô xài xoài thái. Giờ thái hết mùa rồi cô xoài keo. Dạ. Keo mà. Trời ơi, keo mà phải lấy sống. Đây. Cái này là khô bò. À. Này khô bò, cái này là lẩu phộng con. Lẩu phộng này là cái loại ngon. Cái này mình đặt. Muốn con muốn lấy ngon con dặn người ta. Chứ con mua về thì bán không kịp nó hôi dầu. À. Cái này hành phi cô làm nhà. Hành phi với tỏi, cô làm nhà hết. Cái này cô cũng làm nhà luôn. Làm là tại vì phi vậy cô làm rồi. Con này là khô gà. Siêu to siêu khổng lồ. Siêu to siêu khổng lồ. Đầu gói. Cái bịch này mắc một kỳ bao nhiêu? Cái này là cô mua 100.000. Còn 100.000 là một, còn là thường thì nó rẻ, nó hay bung keo lắm.
Còn mà gỗ bồng này nhìn nó đẹp ha. Đẹp. Làm vô nó sang. Mà thí dụ bây giờ là cô có chúng là một phần cô mờ 10.000 cô chỉ còn 5 thôi. Dạ. Bây giờ thị trường giờ là nó theo như là phải sạch sẽ. An toàn thực phẩm thành ra. Tiện nó bóc cái này cũng tiện xe hết cái này. Dạ. Đó cô luộc xong cái cô cho vô như vậy nè. Đó, rồi đây đây. Rồi. Xong rất là ngon. Chứ mày la tao quá vậy hả? Lâu lâu cho tao lên chút xíu coi. Rồi. Tao bán được tao dám mày đi ăn kè. Ai đã tiếng luôn. Bây giờ cô ba. Ừ. Ok. Rồi. Không. Cô tặng cho con một bịch. Không. Mua không bán. Bây giờ cô tặng cho con một bịch. Không. Cô lờ thì cũng lờ nhiều mà lỗ thì lỗ nhiều á. Bây giờ cô tặng cho con một bịch. Còn ăn giờ cô quảng cáo cho cô. Cái này là lấy tình nghĩa thôi. Mấy mốt cô bán được cô còn hơn cái đó rồi, cảm ơn con. Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha. Rồi. Dạ. Con còn đi ngang đi, con còn ghé cô. Dạ,